Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video này, bên Huấn Audio báo giá 3 dòng phân tần đánh cho loa full đơn. Để anh em mình biết về giá thì mình ghi sẵn ở đây rồi. 750.000 một đôi, 910 đồng một đôi và 1.100.000 đồng một đôi. Giá trên đã được bao ship. Và anh em có thể thấy xem mình báo cấu hình nha. Báo để anh em mình ghép bát này. Đây là phân tần JBL280, phân tần đánh cho loa full đơn, một bát và một kèn. Bát thì bát côn 100 đổ về, đánh cho bát 40 tối đa. Và tép kèn côn 75, neo thường đều được. Với dòng phân tần này thì anh em mình thể đấy cách đấu ấy, thì in là chiều vào cái phân tần này nhá. Và chiều ra gồm có chiều T là chiều tép. Đấu đúng cộng trừ hộ nhá, cộng bên này trừ bên này. Đấy. Cộng trừ này. Và có một cái đường ở đây là đường gì? Đường dành cho loa bát one fer. Anh em đấu cho nó bát này mình nhá. Đã giá là 750.000 đồng một đôi, đã được bao ship rồi. Và tiếp tục kế bên đây là phân tần Mỹ model XN115 có chip cân bằng tép. Đây đánh cho dòng loa bát côn 76 đổ về, 30 40 đều được. Cách đấu thì ta có body in là chiều vào, LF là dòng loa bát và HF là dòng loa tép. Đó, phân tần có mức giá bán là 900.000 đồng một đôi bao ship. Và sang bên cạnh thì phân tần tốt nhất trong cấu hình ngày hôm nay là phân tần có model là 5015, đánh được cho bát côn 100 và tiếp cận côn 75. Xeo nó lớn hơn anh em nhé, những con bên Mỹ bên này xeo nó rất nhiều. Và giá thành bán là 1.100.000 một đôi, bát một côn 100 và tiếp cận côn 75, dùng chip cân bằng tép DC75, chở sự nhôm, chở nhôm và tụ đen của Đức. Cả ba dòng phân tần này đều được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Phân tần Mỹ này nhưng nhà máy ở bên đó thì phải nói nó đặt nhà máy bên đó thì mình phải đọc luôn nó là sản xuất tại Trung, không có sai để anh em mình hiểu lầm. Cả ba dòng phân tần thì đều được bên mình bảo hành 1 năm, chất lượng anh em nhé, yên tâm về phân tần này, chất lượng tuyệt vời. Anh em nào quan tâm điện thoại trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904 61 2323 để được tư vấn và mua bán. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.